Đây bạn, nó thì cái này mình thanh lý bạn nhé, có khoảng 190 cái. Giá thanh lý nếu mà anh em ôm tất chỗ này giá 20.000 trên chiếc các bạn nhé. Còn anh em mua lẻ khoảng chục cái thì giá là 21.000 trên một chiếc cộng ship các bạn nhé. Nếu mà anh em ôm tất ấy, mà ở gần gần chỗ mình ấy, thì mình sẽ bao ship cho anh em nhé. Nó thì hiện tại có khoảng 190 chiếc chiết áp bình full, cũng có thể làm chiết áp quạt 12V hoặc là chiết áp cho motor 775. Nó sử dụng rất là phổ biến trên thị trường luôn các bạn, mà giá này thì giá nó kịch sàn rồi các bạn nhé. Đó, ngang với các giá các bạn mua ở ngoài công ty các bạn. Đấy thì hàng này hàng bao chất luôn các bạn nhé. Nó thì cái lô này mình mới cập nhật được anh em nhanh tay các bạn nhé. Nhanh tay thì còn. Ok, các bạn chốt thì có thể nhắn qua Zalo cho mình hoặc gọi trực tiếp. Thì cái này mình không bán lẻ từng cái đâu, có nghĩa là chục cái một một đơn thì mình mới gửi các bạn nhé. Lẻ là 21.000. Đó, chục cái đấy. Đấy, hôm nay mình lại có một ít sản phẩm đây đăng lên trên kênh các bạn nhé. Đó thì trước mắt mọi người ấy, là một chiếc máy là 330W, được bên mình sản xuất cực kỳ là tỉ mỉ. Đấy, tất cả sản phẩm là hàng mới 100%, luôn luôn là hàng mới các bạn nhé. Đây các bạn, trên kênh này, trên tem có logo của mình và cơ sở của mình là ở Mường Thải, Phú Yên, Sơn La các bạn nhé. Đó, bên này có logo của kênh Sáng Tạo. Thì cái sản phẩm của mình thì các bạn đã không không xa lạ gì rồi. Đó, hàng đợt này rất là khan hiếm các bạn ạ, mình làm được chút nào nó bay luôn chút đó. Đó, thì hiện tại là giờ còn có mỗi 1, 2, 5 con 330W thôi, anh em nhanh tay các bạn nhé. Và 4 con 400W các bạn. Đây thì mình đã test, tranh thủ test được 3 cây rồi. Còn cái này còn chưa kịp test đây, vừa mới làm xong luôn các bạn ạ. Thì bên mình gia công này, nó có phơi trên những cái miếng như thế này để cho nó khô sơn cách điện các bạn nhé. Nó được tẩm sơn cách điện, hay còn gọi là miền trong các bạn gọi là vẹt ly đấy các bạn. Đó, miền Bắc mình thì gọi là sơn cách điện các bạn nhé. Ở bên dưới này là những cái giấy mà mình cắt. Đó. Thì đồng thời những cái chiếc máy như thế này là được 350.000, hàng bao ship toàn quốc các bạn nhé. Đấy. Và 330W nhá, 400W to hơn, nặng hơn, cầm đầm tay hơn, và mỗi hàn khoảng 8 ly. Nó các bạn lưu ý là cái đầu này nó rất là nhỏ, có 2 ly thôi, các bạn có thể thay thế 2 ly 7 đến 2 ly rưỡi tùy theo các bạn nhé. Còn 2 ly này thì mình sẵn mình lắp luôn. Còn cái đầu 2 ly này các bạn ấn một cái nó sẽ đỏ luôn ngay lập tức, nếu mà không dí cái đầu này vào mà điểm hàn các bạn nhé. Đó, và lưu ý nữa là sau các bạn thay những cái mối hàn, thay những cái đầu hàn thì các bạn phải cạo sạch những cái tiếp điểm ở hai cái thanh đồng này đi. Đó là nguyên tắc các bạn nhé. Đó, cái máy bên mình thì bán thì cực kỳ là nhiều và cực kỳ là hot trên YouTube rồi các bạn. Đó, các bạn yên tâm về chất lượng và số lượng của mình cung cấp ra thì không phải là nhỏ nữa các bạn nhé. Đó, cho nên là cái độ uy tín và cái độ tin cậy thì mình khẳng định luôn, các bạn là yên tâm khi mua hàng của mình. Đấy. Và đây này, nó mình có lót cách cực kỳ là kỹ càng và khuôn khiếc này. Đó, đây các bạn, đồng bẻ uốn này và khoan cắt các kiểu các bạn nhé, được sử dụng những cây giấy này và giấy này kết hợp với những cái sơn cách điện này ngâm vào với nhau thì cái giấy này cực kỳ là bền các bạn nhé, vừa tránh nước lại vừa không lo hỏng, không lo chập cháy như những cái khuôn nhựa các bạn nhé. Khuôn nhựa các bạn ấy sử dụng những cái này này, mình khẳng định với các bạn đấy, tất cả các máy hàn trên thị trường mà sử dụng cái khuôn nhựa này chỉ được một thời gian là nó sẽ chảy hết bên trong ra các bạn nhé. Đó, đâm ra là cái khi mình sử dụng và nghiên cứu cái khuôn giấy này cực kỳ là hữu dụng và bền cho máy của mình các bạn nhé. Đó, đó là cái tại sao mình sử dụng khuôn giấy, bởi vì khuôn giấy này với ngâm với sơn cách điện này thì cực kỳ là tốt và chống được cả nước luôn các bạn nhé, vì nó phủ kín vào cái giấy này rồi đó. Đây, các bạn nhìn cực kỳ là cứng này. Nó quan trọng nhất là cái cuộn 220 này các bạn phải xử lý thật tốt các bạn nhé. Các bạn xử lý không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần bên này, và phần bên này nó sẽ dẫn đến tình trạng rò rỉ điện. Đó, đó là các cái kỹ năng mà khi chúng ta làm khuôn, tạo ra một chiếc khuôn để chúng ta quấn cái cuộn 220V vào đây. Thực tế
cái máy này này nó chỉ cuốn có 130V thôi các bạn nhé. Đó là của mình. Còn tất cả các máy trên thị trường người ta độ chế người ta cuốn 125V của những cái dòng mà máy điện tử Bách Khoa thì cuốn 135V nhé các bạn nhé. Đó là những cái công thức mà mình gỡ của những cái chiếc máy đó ra và mình tính toán lại. Đó, thì mình làm ở cái tầm mức gọi là 130V là ở tầm trung, tầm giữa. Mình nghiên cứu và mình làm ra những cái sản phẩm của mình các bạn nhé. Đó, và tung ra thị trường thì bán khoảng tầm 4 năm nay. Và những sản phẩm nó rơi vào khoảng vài trăm nghìn chiếc cho đến nay các bạn nhé. Đấy, thì công tắc là sử dụng hàng xịn các bạn nhé, yên tâm luôn. Đây, để mình cho các bạn xem này. Đó, công tắc của mình thì sử dụng là hàng chất lượng. Đó, đây các bạn, đây các bạn nhé. Nó, cái này là Z Hong Sun. Mình không biết cái tên này nhưng mà thông số của nó đây. Để mình zoom các bạn ạ. Đấy, mình đang... Đấy các bạn thì lại có khách chốt đơn các bạn. Đây, đó sản phẩm đây các bạn nhé. Cái công tắc này thì nó cực kỳ là giòn luôn các bạn ạ. Cái này này, các bạn đốt thoải mái luôn các bạn nhé. Để mình kiếm cái hộp quẹt đốt cho các bạn xem các bạn ạ. Đây bạn, đây là cái bật lửa này. Đó, mình sẽ đốt cái công tắc này thật là lâu cho các bạn xem này. Nó, cái loại này nó chịu nhiệt cực kỳ là cao này. Đó, vẫn đang cháy nha các bạn nhé. Đấy, không hề xi nhê gì luôn, mình dí rất là lâu rồi. Đó, đối với cái công tắc khác thì nó sẽ cháy ngay lập tức. Đây các bạn, nó chỉ hơi như thế này nó, mà mình cấu còn không được đây này. Cái loại nhựa này nó là nhựa chịu nhiệt các bạn nhé. Nó tương tự như cái phíp ấy bạn. Đó, đâm ra là cái công tắc này này sử dụng vào máy hàn kia rất là ok. Bởi vì cái này nó còn chịu được cái nồi cơm đến 600W hoặc 700W, gần 1000W. Đó, đấy là đối với cái công tắc này các bạn nhé. Mà chúng ta sử dụng những cái máy hàn mà 300-400W kia cực kỳ là đơn giản và cực kỳ là nhẹ nhàng đối với những cái công tắc xịn như thế này các bạn nhé. Đó các bạn. Đó. Cái loại này ấy, nó có một loại trên thị trường nữa nhưng mà cái này này, tất cả bằng cái này nó bằng nhựa. Mà ấn cái này vào tay một phát là nó sẽ có vệt luôn các bạn nhé. Cái loại bán trên Shopee ấy các bạn, cái loại đấy nó cực kỳ là đều luôn. Đó. Mình đã tìm và nghiên cứu và sử dụng cái loại công tắc, tin dùng công tắc này khoảng tầm 4-5 năm nay rồi và thấy cái loại công tắc này rất là tốt và tuyệt vời và ok các bạn nhé. Đó thì mình có thêm một chút cái này các bạn ạ, thanh lý. Đây các bạn, đó thì cái này mình thanh lý các bạn nhé, có khoảng 190 cái. Giá thanh lý nếu mà anh em ôm tất chỗ này giá 20.000 trên chiếc các bạn nhé. Còn anh em mua lẻ khoảng chục cái thì giá là 21.000 trên một chiếc cộng ship các bạn nhé. Nếu mà anh em ôm tất ấy, mà ở gần chỗ mình ấy, thì mình sẽ bao ship cho anh em nhé. Đó, thì hiện tại có khoảng 190 chiếc chiết áp bình full. Cũng có thể làm chiếc áp quạt 12V hoặc là chiết áp cho motor 775. Đó, sử dụng rất là phổ biến trên thị trường luôn các bạn. Mà giá này thì giá nó kịch sàn rồi các bạn nhé. Đó, ngang với cái giá các bạn mua ở ngoài công ty các bạn. Đấy, thì hàng này hàng bao chất luôn các bạn nhé. Đó, thì cái lô này mình mới cập nhật được anh em nhanh tay các bạn nhé. Nhanh tay thì còn. Ok, các bạn chốt thì có thể nhắn qua Zalo cho mình hoặc gọi trực tiếp. Thì cái này mình không bán lẻ từng cái đâu, có nghĩa là chục cái một đơn thì mình mới gửi các bạn nhé. Lẻ là 21.000. Đó, chục cái đấy.